Thưa quý vị và các bạn, nếu như ngũ công gồm các động tác được thực hiện trong một phạm vi hẹp, với các động tác tay là chính yếu thì bát pháp là những động tác có sự nâng cao về kỹ thuật, với sự kết hợp xen kẽ giữa tay, chân và thân. Sự vận động của động tác tay yêu cầu tròn, trơn và chân chuyển liền mạch chính xác. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung chính của bài học ngày hôm nay, ba thức đầu tiên của bài bát pháp thế đứng nghiêm, nhấc gót chân trái, từ từ đưa sang trái với khoảng cách bằng vai. Hạ gót chân trái. Đưa hai tay lên bằng vai, hai lòng bàn tay úp. Từ từ khuỵu gối, hạ hai tay xuống ngang bụng. Ngửa lòng bàn tay trái, đưa tay trái sang bên trái, ngang bằng vai tay phải đưa lên trên, đồng thời ngửa lòng bàn tay phải. Lấy chân trái làm trụ, nghiêng người sang trái. Tay trái đưa về bên tay trái, từ từ đẩy tay trái về phía trước, thành hình tay trưởng. Tay phải thu về ngang hông, tiếp tục ngửa lòng bàn tay trái. Tay phải đưa lên sang bên phải ngang với vai, tay phải với tay trái tạo thành một hình vòng cung. Đưa tay phải về tay phải lòng bàn tay úp tay cái hướng về mặt từ từ thu tay trái về ngang hông tay phải đưa ra phía trước thành tay trưởng đưa tay trái sang trái ngang vai đồng thời ngửa lòng bàn tay phải đưa tay trái về ngang tai lòng bàn tay úp thu tay phải về ngang hông tay trái đẩy ra phía trước thành tay trưởng ngửa bàn tay trái đưa tay phải sang phải đưa tay phải về phía tay phải lòng bàn tay úp đẩy tay phải về phía trước thành tay trường thu tay trái về ngang hông ngửa tay phải đưa tay trái lên cao sang trái các ngón tay tự nhiên đưa tay trái về tay trái lòng bàn tay úp đẩy tay trái thành tay trường đồng thời thu tay phải về ngang hông. Đưa tay phải sang bên phải, cao bằng vai, ngửa bàn tay trái, đưa tay phải về tay phải, lòng bàn tay úp, đẩy tay phải thành tay trưởng, tay trái thu về ngang hông. Kết thúc động tác, đưa hai tay lên ngang vai về phía trước, lòng bàn tay úp, từ từ hạ tay xuống thân đứng thẳng nhấc cót chân trái đưa về sát chân phải hạ gót chân trái đứng yên tư thế đứng yên nhấc cót chân trái Bước sang trái với khoảng cách bằng vai. Hạ gót chân trái, đứng tự nhiên. Hai tay từ từ đưa lên ngang vai, lòng bàn tay úp, hai tay cách nhau khoảng 30 cm. Hạ hai tay xuống ngang bụng, đồng thời khuỵu gối xuống, lấy chân trái làm trụ, nghiêng người sang bên trái, đồng thời hai tay tạo thành hình nửa âm dương sang bên trái từ từ đưa hai tay về phía trước, lòng bàn tay phải hướng vào trong, giống động tác ôm cầu, tay trái để trước bụng, cách bụng 20cm, lòng bàn tay úp. Quay mặt sang bên phải, đưa tay phải sang bên phải, cao bằng vai, tạo thành hình tay trường. Tay trái để ngửa, các ngón tay hướng về khuỷu tay phải, tạo thành hình nửa âm dương bên phải hai tay thu về phía trước lòng bàn tay trái hướng vào trong ngang ngực tay phải để ngang bụng lòng bàn tay úp tiếp tục luyện tập quay mặt sang bên trái hai tay tạo hình nửa âm dương bên trái giống nhịp trước đưa tay về phía trước tay phải hướng lòng bàn tay vào trong tay trái úp để ngang bụng tiếp tục quay sang phải hai tay tạo hình nửa âm dương bên phải chuyển động nhẹ nhàng trở về tư thế ban đầu hai tay ngang bằng vai lòng bàn tay úp đưa về phía trước từ từ hạ tay xuống thân đứng thẳng nhấc gót chân trái rồi thu về sát chân phải hạ gót chân phải đứng thẳng tư thế đứng nghiêm thế đứng nghiêm, nhấc cót chân trái, bước sang trái, khoảng cách bằng vai. Đưa hai tay lên ngang vai, hai lòng bàn tay úp, hai tay cách nhau khoảng 30cm. Từ từ hạ hai tay xuống ngang bụng, đồng thời khuỵu gối, co chân trái về sát chân phải tỉ mũi chân trái, hai tay để theo tư thế ôm cầu dọc trước ngực. Bước chân trái sang trái, thành hư bộ chân trái, đồng thời quay người sang trái. Khuỵ gối phải, hai tay chuyển tư thế ôm cầu bên trái, chuyển người sang chân trái làm trụ, tay trái đẩy lên trên, lòng bàn tay hướng vào trong, mắt nhìn theo tay trái tay phải hạ xuống ngang hông. Giữ nguyên tay, khuỵu gối phải, đặt gót chân trái, xoay người về phía trước, hai mũi chân hướng vào nhau, hai đầu gối khuỵu. Hai tay giữ nguyên tư thế, lấy chân trái làm trụ, co chân phải về sát chân trái, kiễng gót chân phải. Hai tay tạo thành tư thế ôm cầu trước ngực, tay trái ở trên, tay phải đỡ dưới. Đưa chân phải về phía trước, đặt gót chân phải, đẩy tay phải lên trên ngang mặt, mắt hướng theo bàn tay phải, tay trái thu về ngang hông, chân trái lúc này đẩy về phía sau, tạo một góc 45 độ so với mặt sàn tập. Đưa người lại phía sau khụy gối trái, mở bàn chân phải, tì gót, đặt hai chân, xoay mũi chân chéo vào nhau. Thân trên giữ nguyên, xoay người lại, từ từ thu chân trái về ngay sau chân phải, hai tay ôm cầu dọc trước ngực. Khụy gối phải, mở chân trái sang trái, đưa tay trái lên ngang vai, tay phải đẩy xuống ngang hông, mắt nhìn theo tay trái, chân trái làm trụ. Hơi nhấc gót chân phải, đẩy người về phía sau, tì gót chân trái. Hai bàn chân đặt thẳng trên mặt sàn, xoay người về phía trước, từ từ co chân phải về sát chân trái, khuỵu gối trái, hai tay ôm cầu trước ngực, bước chân phải lên trên, tì gót xuống sàn, đẩy tay phải lên, lòng bàn tay ngửa, hạ tay trái xuống ngang hông, mắt nhìn theo tay phải, thu tay về hai tay song song trước ngực lòng bàn tay úp giữ nguyên tay thu chân về trở về tư thế đứng yên để thân thể thả lỏng thoải mái